Cảm ơn hai người đã tham gia tham dự dưới đồng lời này. Và bây giờ chúng ta dịch vụ đã tiếp cô âm mới. Là tiền mới cho tiền dịch vụ đó là 30.000 đồng ạ. Dạ kính thưa quý vị, 30.000 đồng. Xui, chịu quá trình cái vú lại nó hôn mất. Cái vú bị mất rõ ràng nhằm như kia con giấy. Trời ơi là trời, cái vú giống như bị dị tật vậy đó. Xui. Ủa sao nó mặc được hay vậy? Em có mặc áo vú không chị Xui? Có không? À, nó độn ngay cái khoen á. Vậy cái tính cái gì? Dòng loại sau là dòng loại 30.000 đồng y như cũ để phục vụ cho quý vị. Quý vị ơi, chương trình của tụi em còn rất là nhiều để làm phục vụ cho quý vị. Thì đặc biệt hơn nữa, cuối ngày hôm nay, quý vị sẽ thưởng thức một chương trình là đổi vé ha. Và song song vào đó, quý vị sẽ có đặc biệt hơn nữa là bốc thăm trúng thưởng. Thì đặc biệt hơn, riêng ngày hôm nay, quý vị còn mấy tấm phiếu cũ á, tụi em sẽ bốc thăm để phục vụ cho quý vị. À, và chúng 5 phương nha. Chúng 5 phương nha. Còn bây giờ, Biên Phùng và các team mời tất cả các cô chú quý chị bà mới được thích thú nghe lại với tiếng hát của Lâm Nguyễn. Kêu con nào trong dạ đâu vô mấy hơn coi là cái răng nở đấy cưng dạ. Đêm nay nó là sử dụng cái lá vé rút thăm màu xanh
đó là cộng dồn cho ba ngày từ thứ 6 tuần trước cho đến thứ 3 tuần này, cũng bắt đầu từ ngày mai là lá vé màu khác quý vị nha. Vâng ạ, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2 và hôm nay là chúng ta, và đây là ngày cuối cùng, cho nên và lá phiếu trong đây nó rất là nhiều, và Phụng biết rằng là quý khán giả cũng rất là nhiều, và cũng có người đã bỏ đi, cho nên chúng ta sẽ quay chừng nào có người độc giả thì thôi, giải thưởng lên đến 5.000 lượng. Đây là một là tặng phẩm mà không có tiền đồng nào, đúng không em? Dạ đúng rồi, bởi vì tại vì sao mà lúc tôi năm lúc nào cũng đưa nhiều tặng phẩm cao và đặc biệt là quý vị, nhiều quý vị thương vui nha, vui nào cũng có cái gì đó để đáp đời mọi quý vị ha. Còn ngay từ giờ quý vị đã có vé đầy đủ rồi, tập trung giải sáng nhất mắt quý vị chương trình chuẩn bị cho số rồi cái bàn này phải để ý cái bàn này mới được, được chưa? Rồi cái ghế đây là cái cùng thôi. Bốn mươi một, 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 b
Và kính thưa quý vị, con số 7 là con bé độc dạng.